đồng ni lông hả? Không, đồng này mắc lắm. Mày vừa nói có 30 đô, có mấy 600 mấy hả? Yeah. Rồi xong chưa? Bỏ ra đi. Trời hôm nay tao hơi bị chóng mặt rồi, thế ngủ quá. Rồi, bỏ tạm ra đi, ngồi nói chuyện mọi người nào. Rồi xin chào 28 người đang xem nha. Chinh xin giới thiệu, Chinh mới mua cái túi ở Việt Nam bán cũng đó là gì ba mấy triệu nha mọi người. Hiệu không biết rồi. Luôn vui tươi. Rồi, xong chưa? Cái giỏ này ai muốn mua lại đây Chinh bán cho. Ai cho phép cái đó của tao mà. 15, im đi. 15 ngàn thôi. Xong chưa, mày nói chuyện xong chưa? Ok, xin được chào tất cả mọi người nha. Bây giờ là 29,2 ngàn người đang xem rồi. Mọi người cho Hùng hỏi là có ai đang tâm trí vẫn ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ không? Cho mình thấy cánh tay đi. Có ai mà qua giờ lướt top mà tâm trí vẫn đang còn ở ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ không? Ngày hôm qua thì mọi người thấy là mình đã hát tổng cộng là 15-16 bài. Mọi người thấy Hùng có năng lượng không? Thực sự là hát bằng một cái dàn âm thanh nó chỉ có hai cái loa với lại một cái dàn âm thanh kiểu đơn giản như vậy thôi mà mình hát liên tục 15-16 bài như vậy thì mọi người thấy là chàng trai năng lượng này có xứng đáng dành một tràng pháo chân của tất cả mọi người không? Yeah, rõ ràng. Pháo chân. Mày ngồi sát mày nộ hết hàng rồi kìa Mi ơi. Mày bỏ cái chân xuống chúng ta đi. Không, cái chuyện hóa chân. Pháo chân nhưng mà tao không muốn mày mặc đồ ngắn mà mày cứ lộ mấy cái ngồi thì qua đây đi. Hết cha cái gì để che cho mày. Mày lấy cái váy 30 đô. Thôi, váy này không có được. Ngồi im đó cho tao. Có được đâu. Ngồi im đó. Ok, và mọi người chúng ta cũng hôm qua thấy là Hùng đã phải hát liên tục rất là nhiều bài đúng không mọi người. Và thực sự là bây giờ mình đang rất là đau họng. Đêm hôm qua mình về mà 7 giờ gần 6-7 giờ sáng mình mới ngủ được các mọi người. Thứ nhất là nó đau họng quá, nó ho, nó không ngủ được. Cái thứ hai là cũng một vài cái vấn đề làm cho mình cũng hơi bị buồn. Làm cho mình không có ngủ được, chập chờn. Nên là nhiều thứ phải suy nghĩ. Thì thực sự là hôm qua mình cũng đã tâm sự với mọi người. Sau khi mà kết thúc live xong là đi qua bên nhà hàng ngồi ăn thì mình cũng đã tâm sự với mọi người về những cái mà mình cảm thấy nó đi xa quá mọi người. Và thực sự là bản thân mình đôi khi cũng ngồi suy nghĩ nhiều thứ. Cuộc sống của mình trước giờ đang tự do, mình kết giao với người này người kia là chuyện bình thường hay là như thế nào đó. Bây giờ chỉ vô tình một ai đó là nó lọt vào khung hình thôi mà mọi người không ưa cái bắt đầu mọi người to xích đủ thứ trên đời làm mình rất là mệt. Và mọi người biết là ngày hôm qua có một vài người bạn của Hùng, họ là nữ. Nói chung là chơi với Hùng cũng được 4-5 năm rồi. Xong rồi lâu lâu thì họ thấy có cái chương trình ca nhạc như vậy thì họ cũng đi ra phố để họ nghe ủng hộ. Nhưng mà cuối cùng là họ cũng không có dám lại gần để chúc mừng Hùng. Bởi vì họ cũng theo dõi cái câu chuyện này, họ sợ là mình bị lọt vào khung hình. Xong rồi một vấn đề gì đó nó bị to xích làm như họ về cũng bị ảnh hưởng công việc. Hùng có những cái người bạn chơi với nhau được 4-5 năm rồi, nói chung là họ cũng rất là dễ thương. Nhiều người họ cũng đã lập gia đình rồi, thậm chí là họ cũng có bạn trai. Xong rồi họ ra phố họ nghe biểu diễn của mình, xong rồi họ cũng đến muốn để mà chúc mừng. Hay là lâu lâu bạn bè lại hỏi thăm nhau một hai câu thôi, nhưng mà họ sợ rằng là gọt vào khung hình lại bị toxic này nọ các kiểu, nên là họ không có dám lại. Thế cuối cùng về cũng chỉ dành cho nhau được một hai tin nhắn qua bên Mét thôi, không có gặp nhau để mà trò chuyện với nhau được. Cái điều đó làm cho mình cảm thấy khá là buồn, trong khi bao nhiêu mối quan hệ của mình trước giờ nó vẫn rất là tốt đẹp. Tự nhiên vì cái sự toxic của mọi người nó đẩy những cái câu chuyện nó đi xa quá, làm bây giờ những cái người bạn thân thiết của tôi nhiều năm mà họ gặp lại họ cũng không có dám lại để nói chuyện hay là dành cho tôi một cái sự khích lệ gì cả, chỉ vì sợ lọt vào khung hình rồi nói này nói nọ. Nói bị vọng lại hả? Để nghe thử nha mọi người. Mọi người đợi Hùng xíu nha. Hay là do cái quạt ta? Chắc là do cái quạt á. Mọi người đợi Hùng xíu nha. Máy lạnh cao cao lên xíu là được. Mọi người đợi Hùng xíu, Hùng vào một cái nick TikTok khác để xem coi cái line này nó như thế nào. Xong rồi mình về nhà mình. Mình về nhà mình cũng kiểu là suy nghĩ nhiều thứ, không thể ngủ được. Rồi ho cả một đêm, tại vì hát nhiều bài quá, mọi người thấy mình gào thét, mình nhiệt tình với tất cả mọi người không mọi người? Nói chuyện vẫn bình thường rồi, chắc là mạng của một vài người bị cái gì đó rồi đúng không? Ok, nói chung là sẵn đây thì Hùng xin được cảm ơn những người bạn ngày hôm qua đã đi ra cái buổi hát đó. Cũng như là những người bạn xem online ở nhà. Thì mọi người thấy là một cái chương trình hát nó dài cả gần 2 tiếng như vậy. Một mình làm hết từ MC cho đến khuấy động chương trình này kia các kiểu. Mọi người biết nó khá là mệt mỏi và năng lượng của ngày hôm qua mình cũng đã lan tỏa đi hết rồi.
đến lúc mình về nhà cảm giác người nó kiểu mệt mỏi, và hiện tại bây giờ mình đang ngồi đây với mọi người luôn, thề luôn, có bóng đèn trứng giám là từ sáng đến giờ tôi ăn được đúng một chén cơm với mọi người, tại vì người nó cứ kiểu mệt ra ho quá không ăn được, xong mình đút cơm vào cổ họng nó cũng đau đau. Thế mà nãy qua nhà con My đó, nhà nó có một rổ trái cây Phan tặng, ăn nó có mấy trái nho thôi mà nó chửi quá trời chửi. Mày còn cãi, mày bảo tao là qua đây suốt ngày bảo đồ ăn của mày, trong khi trái cây Phan tặng là tặng cho tao với mày ăn chung. Có trái cây không mà. Trái cây tao có đem về đâu, tao để mày đem về hết, mà tao bảo tao ăn ké mấy trái nho thôi mà. Ôi, mày nói quá trời nói. Mày đúng là một cái con làm ra buồn lời. Ok mọi người, và sẵn đây thì Hùng cũng xin chia sẻ với mọi người nha. Nói chung là tao cũng muốn thành thật để cho mọi người biết. Bỏ cái chân xuống. Thì mọi người ơi, cách đây vài ngày thì mọi người theo dõi livestream mọi người cũng biết rồi là Hùng có thu lại cái điện thoại của con My. Nhưng mà mình cũng không hiểu lý do gì mà về nhà nó vẫn có thể là đăng story hay là lướt top top này kia các kiểu được. Thế tìm hiểu ra thì mình mới biết là nó kêu mẹ của nó đưa lại cho nó cái điện thoại ngày trước của nó. Thế là nó lấy cái điện thoại nó cũng xài. Và mấy ngày hôm nay thì tình trạng 3-4 giờ sáng là nó vẫn còn diễn ra, nó vẫn còn không có đi ngủ sớm được. Mày đừng có cãi, 3-4 hôm qua mấy giờ mày đi ngủ? Ngủ sớm à? Ngủ sớm đâu, 3-4 giờ sáng mày lướt cái gì? Nên là bây giờ nói chung là cái tình trạng của mày á, tao thì nói chung là bây giờ tao không muốn nói nữa. Tao muốn là mày tự ý thức. Tất cả những cái gì mà tao đang dành cho mày thì mày đều biết rồi, nó đều là muốn tốt đẹp cho mày thôi. Nên là mày tự ý thức cái việc làm sao để cho cuộc sống của mày nó theo một cái hướng nó tích cực hơn đi. Rồi bây giờ á, là cái ý của tao với lại mọi người á, là thời gian của mày bây giờ nó đang rảnh rỗi nhiều quá, nhiều khi mày cũng không có cái việc gì mình làm, nên là mày cứ bị trong bốn bức tường như vậy. Thì tao mới đưa ra cho mày những cái bài như là mày được đi học nhảy, học đàn, học tùng lum tùng la, nhưng mà mày không chịu. Thì cuối cùng bây giờ ok, tao chốt là cho mày đi học lại make up, được chưa? Thì bây giờ mọi người ơi, sắp tới là là Uyên, em ruột của chị Lan Anh thì cũng có học make up, học thêm để mà sau này ví dụ như tôi với My có đi đâu thì Uyên sẽ là người trực tiếp hỗ trợ cho cái việc make up đó, khỏi cần phải book make up đến phải chờ đợi hay là nó không có chủ động được. Thì trong thời gian đó thì chắc là tôi sẽ để cho con My học cùng với lại Uyên về cái việc là học make up, một ngày học một tiếng gì đó, sau đó là học với thầy tâm lý. Mày đừng có lười, tao nói thật mày lười cực kỳ luôn đó. Một ngày mà chỉ học có 2 tiếng, mà những cái bài học của mày nó là những cái bài học về cái tính chất là tiếp xúc vân chân tay, rồi bài học kiến thức giáo dục, nó không phải là những cái bài học như trên trường một tiết 45 phút xong vừa tiết này qua lại 45 phút tiết nữa. Còn đây là cái việc mà mày học make up, thứ nhất là mày có nghề ổn định cho mày, sau này mày còn tự nuôi bản thân mình được nếu như mà mày ra đời. Cái thứ hai là học tâm lý để cho bản thân mày thay đổi về lời ăn tiếng nói, cách ứng xử, những cái điều đó là những cái tốt cho mày. Suốt ngày mệt độ ôm cái điện thoại, tao nói thật với mày, tao tịch thu mày cái điện thoại cái này nữa thì tao đảm bảo với cái tính cách của mày chắc mày lại mò ra được thêm cái điện thoại nữa. Nên là tao thấy rằng là tao không chủ động được trong cái việc này. Nên là mày tự ý thức cái việc đó giùm tao đi. Đừng để ngày nào tao cũng phải nhắc mày 3-4 giờ sáng sao mày không đi ngủ hoài như vậy. Nên là bây giờ là tao quyết định là sắp tới là cho mày học make up cùng với lại Uyên luôn. Thì Hùng xin được chia sẻ với mọi người luôn là thầy tâm lý hiện tại bây giờ là đang chưa đi sâu vào cái việc dạy cho nó về chữ được. Bởi vì tâm lý của nó nhiều cái nó còn chưa ổn định và ở cái độ tuổi của nó như bây giờ, nên là bây giờ đang tập trung vào cái phương pháp dạy về cái tâm lý cho nó trước đã. Nên là sau khi mà dạy tâm lý mọi thứ ổn định xong rồi thì lúc đó mới tập trung vào việc học chữ. Còn bây giờ thời gian của nó một ngày rảnh quá nó không biết làm gì thì bây giờ ok, tao sẽ cho mày lấp khoảng giống đó để cho mày có cái việc mày đỡ buồn, đó là mày được học nghề make up. Và mày đừng có than thở với tao nữa, chính bản thân mày là cái đứa mà nói với tất cả mọi người rằng là mày thích học cái nghề make up. Mọi người ai đã từng xem trên live và mọi người thấy rằng là nó rất là thích học make up, đúng không mọi người? Còn cái việc mà nó đi học nhảy á, thì tôi đã nói với nó rằng là tôi sẽ cho nó đi học nhảy, nhưng mà bây giờ nó nhất định nó không chịu thì bây giờ phải thuyết phục nó như thế nào? Thì bây giờ chỉ lấy ra cái nền tảng cũ là nó chính nó thừa nhận là nó thích học make up. Đấy, nó thích học make up thì mình lấy cái nó là mình cho nó vào cái thời khóa biểu đây. Nó còn đang không chịu đây mọi người, mà tôi đang phải nhắc lại cái bằng chứng nó là từng nói với nó là nó bảo nó thích học make up đó. Đấy, bây giờ tôi phải lấy cái bằng chứng đó để tôi nói chuyện với nó đó. Nên là bây giờ tôi yêu cầu mày là thời gian sắp xếp nó cụ thể đàng hoàng, và mày đừng có lằng nhằng với tao. Mày đừng để tao phải sử dụng những cái biện pháp nó mạnh hơn. Tao thu điện thoại của mày rồi thì mày lại mò ra cái điện thoại nữa. Đừng để một ngày gần nhất tao phải gọi điện cả mẹ mày lên là hai mẹ con mày ngồi nghe tao nói chuyện với nhau đó. Nghe chưa? Mày nghe tao nói không? Mày qua đây ngồi. Qua đây ngồi nói chuyện nghiêm túc coi nào. Bỏ cái viên sỏi xuống. Mày qua đây mày ngồi giữa đây cho tao nói chuyện coi nào. Sao tao nói chuyện với mày bao nhiêu lần về cái việc mày sắp xếp thời gian ngủ nghỉ mà mày sao mày không sắp xếp được vậy? Điện thoại tao đã tịch thu rồi, xong bây giờ mò ra thêm một cái điện thoại khác nữa. Có phải giờ tao mà tịch thu cái điện thoại này thì mày lại tiếp tục có cái điện thoại khác không?
Tao đã nói với mày rồi, trước khi tao tịch thu cái điện thoại của mày là tao vẫn cho mày cơ hội xài cái điện thoại. Nhưng mà mày không chịu sắp xếp cái thời gian của mày cụ thể vào. Mày cứ nhắn tin với người này người nọ rồi xong thế này thế kia. Tao mới tức quá, tao tịch thu điện thoại, tao cứ nghĩ là mày sẽ thay đổi. Ai ngờ 1-2 hôm sau mày gọi mẹ mày lên rồi mày kêu mẹ mày đưa cái điện thoại trước đây mày đưa cho mẹ mày để cho mày xài tiếp. Rồi mày lại tiếp tục 3-4 giờ sáng nữa. Tao đã bảo là bây giờ sắp xếp lại giờ giấc cho nó cụ thể đi. Còn mày bảo là bây giờ tôi buồn quá, tôi không biết làm gì nên tôi chỉ có cái điện thoại thôi. Thì bây giờ tao cho mày đi học nhảy, tao cho mày đi học đủ thứ trên đời, sao mày không học? Là bởi vì cái tư duy của mày nó bị lười, chứ không phải là tao không tạo điều kiện cho mày. Bỏ này ra. Mày nghe không? Đây là tao tạo điều kiện cho mày như vậy là mày phải hiểu rằng là cái đó là đang thứ nhất giúp cho cuộc sống của mày nó thay đổi theo hướng tích cực hơn. Một cái thứ hai là thời gian của mày một ngày nó không có bị là chiếm đóng trong cái bốn bức tường giống như mày nói. Mày bảo ở nhà mày buồn quá đấy, bây giờ tao sắp xếp cho mày đi học đủ thứ trên đời, nó có bạn có bè đó. Mày cũng thích học nhảy cho mày học nhảy đó. Mà bây giờ mày cứ ngồi mày bảo là ôi lười lắm để kia các kiểu, thì đấy là do tư duy của mày lười chứ không phải là do bản thân mày chứ không phải là do bản thân tao không muốn mày được vui vẻ hay là có thêm những người bạn mới, mà do mày cứ lười. Nên giờ cuối cùng tao quyết định là để cho mày bị Uyên đi học backup rồi. Mày mà lăng nhăng nữa là đừng để tao nói nhiều đó. Hết tịch thu điện thoại này đến điện thoại kia rồi cuối cùng là vẫn chứng nào tật đấy. Còn tao nói là những cái lúc mà mình đi ra những cái chương trình như kiểu ngày hôm qua, mọi người sẽ rất là thích mày là một cô bé năng lượng, vui vẻ. Mặc dù là tao là người hát chính nhưng mà lâu lâu mày cũng phải hợp tác với tao một xíu, mày vui vẻ mà năng lượng lên. Nên là tao muốn là mày phải thay đổi theo cái hướng nó tốt đẹp hơn. Ok chưa? Ngồi thẳng lên xem nào. Ngồi thẳng lên. Có đồng ý không? Tao sắp xếp cho mày mọi thứ như vậy là mẹ mày cũng đồng ý luôn, chứ đâu phải một mình tao tự sắp xếp mà tao không thông qua ý kiến của ai đâu. Mà đây chính là bản thân mày từng nói trên livestream là mày rất là thích là được đi học backup. Bây giờ chờ mày học đến chữ đến bao giờ xong, mà bây giờ phương pháp của thầy là bây giờ thầy muốn tập trung cho mày về cái việc là học tâm lý trước. Nên bây giờ mày cứ tập trung mày học làm sao tâm lý mày là một cái con người biết giáo dục, biết cách ứng xử khéo léo trong lời ăn tiếng nói. Còn học backup thì đi học với cô Uyên. Cô Uyên thì cô sẽ cho mày gặp gỡ giao lưu thêm với nhiều người để mày học xem một con một cái nghề, mai mốt mày tự backup cho bản thân mày cũng được. Lâu lâu tao không có backup rồi. Biết chưa? Biết đấy là biết vẹt thôi. Còn nghề chính xác là ai mà cũng biết backup như vậy thì người ta đi học backup để làm cái gì? Ok mọi người, đấy thì nói chung là tôi cũng chia sẻ cho tất cả mọi người về những cái gì nó diễn ra thôi. Tôi không có muốn để cho bản thân của nó có một cái hướng đi nó không có được chuẩn chỉnh. Tôi thì nói chung là tôi cũng đã góp ý riêng cho nó về cái việc ở bên ngoài rồi. Còn trên live này tôi nói cho mọi người biết được rằng là cái gì vậy thôi. Lúc cần vui thì nó vui, còn lúc cần nghiêm thì nó nghiêm. Thực sự là tôi biết là có rất là nhiều người đang coi live stream ở đây đều là những người có con hết rồi. Chưa chắc mọi người chúng ta có con ở nhà mà mọi người chúng ta đôi khi đã phải kiên nhẫn và chịu đựng nó một vài những cái nó không nghe lời. Nhiều khi mọi người còn phải dùng đòn roi mọi người giã cho nó nhòn mông luôn đi, chứ đừng nói là ngồi nói chuyện chỉ là những cái câu mang cái tính chất là năng lượng giống như tôi đâu. Nhiều người họ dạy con bằng những cái cú đấm luôn chứ đừng nói là ngồi nói chuyện với tôi như thế này. Thậm chí là cầm roi mày không nghe là tao quất cho mày vài phát luôn. Nên là mọi người phải hiểu rằng là thương cho roi cho rọt đó. Nên là mọi cái đều là mong muốn cho nó tốt hơn. Nếu như mà không nghiêm với nó, những cái đứa mà nó trải nghiệm trường đời sớm như thế này thì làm sao mà nó có cái sự thay đổi được. Ok, mày đừng có đập sỏi nữa thế nào. Bây giờ là lúc tao đang ngồi nói chuyện với mày. Đấy, nên là mình cũng xin được chia sẻ với mọi người về cái cách mà mình giáo dục nó như vậy. Đây là một cái việc mà mình rất là muốn nó thay đổi. Bởi vì cái hành trình này còn rất là nhiều người họ muốn thấy được cái sự thay đổi đó. Nên là tôi nói chung là tôi cũng đang rất là cố gắng rất là nhiều rồi. Mặc dù là đôi lúc mình cũng cảm thấy nó rất là mệt mỏi khi mà nó không nghe lời mình, và đôi khi nó còn nói dối mình này nọ nữa. Nhưng mà nói chung là tôi cũng đã cố gắng bao dung cho nó nhiều lần rồi. Hy vọng rằng là nó phải có sự thay đổi hơn. Còn nếu không mà mày không có sự thay đổi thì thực sự là tao sẽ rất là thất vọng. Mà một khi tao mà thất vọng thì nhiều người họ sẽ thất vọng theo đó. Nên là ok, bắt đầu từ cái ngày mai mày phải thay đổi lại cái giờ giấc của mày với lại mọi thứ theo cái định hướng của tao và mọi người đi. Thay đổi rồi mà. Vậy thì bây giờ cái việc đi học là mày cần phải học theo. Một ngày mày học có một tiếng học tâm lý thôi, còn lại 23 giờ mày làm cái gì? Trong khi những cái thời gian rảnh mày rảnh quá trời, mày suốt ngày bị lăn lê bò ngủ thôi. Trong khi những cái đứa ở độ tuổi như mày, mày biết một ngày nó học trên trường bao nhiêu tiếng không? Mà bây giờ tao cho mày thêm học thêm có một môn, thêm một tiếng nữa thôi mà mày đã than thở. Mày bảo lười biếng này kia các kiểu. Mày hiểu rằng là cái tao đang cho mày là cái cần câu, chứ không phải là cái con cá đâu. Mày giả sử ít ra mày học được cái nghề make up sau này, ví dụ như ra đường mà có vứt mày ra ngoài đường, mày còn có cái nghề mà mày đi theo mày kiếm được tiền. Ok mọi người, mình nói vấn đề đó thôi. Còn bây giờ mình xin chia sẻ với mọi người về cái cái việc gì nhỉ, đang tính nói với việc gì đó.
Đấy, nói chung là hôm qua về cái buổi offline thì không phải hôm qua không phải là offline mọi người, hôm qua là một cái chương trình hát và nói chung là gọi như là giao lưu và tri ân mọi người, mà không nghĩ là cái chương trình ngày hôm qua thì nó lại đông và nhiều người như vậy, thì mình cũng cảm thấy đấy là một cái niềm vui. Chắc chắn rằng là cái sự yêu thương của mọi người dành đến thì mới có được những cái tình cảm như vậy. Hồng cũng rất là vui và cảm ơn. Và mọi người biết thì tất cả những cái gì nó diễn ra thì Hồng đều cống hiến với lại một cái sự nỗ lực hết mình. Thì Hồng hy vọng rằng là thông qua những cái vấn đề như ngày hôm qua thì mọi người chúng ta cũng hạn chế đưa ra những cái biên kịch gì mang tầm vũ trụ nữa. Mình mệt quá mọi người ơi. Cứ mà ai mà lướt qua tôi một xíu thôi là mọi người bắt đầu về to xích đủ thứ. Xong này còn có những cái mẹ to xích vấn đề kiểu như thế này. Hôm qua ông Hùng ông hát đến cái đoạn này, ông chỉ tay vào bé này, chỉ tay vào bé này để mang tính chất yêu thương. Tôi nói thật với mọi người luôn. Mọi người thử xem những cái người hát ở trên sân khấu có bao giờ họ đứng yên một chỗ. Nhất là những cái người mà họ hát những cái thể loại nhạc trẻ giống như tôi. Tôi hát là lúc nào tôi cũng hay chỉ tay, tôi đứng yên, có bao giờ tôi đứng yên một chỗ tôi đút tay tôi quần tôi hát đâu. Thế tay tôi chỉ đến đâu thì tất cả mọi người đều đó, mấy má cứ to xích rồi đem cái vấn đề này vấn đề nọ. Mà hôm qua rõ ràng nhà cái góc quay của anh Tuyến đem vào là có cả Oai ngồi đó này, có cả Tú ngồi đó, thậm chí có cả con Mi nó cũng ngồi đó luôn. Đấy, Sơn lâu lâu cũng đi ngang qua luôn, thấy mà mấy mẹ chỉ mang mỗi cái to xích về cho tôi. Làm cả đêm hôm qua tôi tức bực hết cả mình. Nên là tôi chỉ nói chuyện lại một lần nữa thôi, mọi cái vấn đề tôi đã nói thẳng thắn trên livestream rồi, đừng có mang về những cái to xích nữa, làm cho bản thân mình cũng rất là mệt mỏi về những cái vấn đề đó. Nhưng mà ngày hôm qua cái vui nhất là có một chàng trai. Trời đúng không? Có một chàng trai, biết chân đâu? Có chàng trai đó. Có chàng trai viết lên cây. Hôm qua có đánh một chàng, luôn, tỉnh hôm, luôn. Hôm qua có một chàng trai viết lên cây. Gì cái nét mà không gặp đó. Nào hôm qua mọi người có ai biết có chàng trai viết lên cây không nè? Hôm qua mình biết mì. Ngồi nói chuyện thẳng thắn lên nào. Giờ là cái lúc mày lại buồn ngủ quá hả? Hôm qua mày có biết chàng trai viết lên cây là không? Sao? Thôi đi rửa mặt đi. Ra rửa mặt đi. Khi nào mà mày cảm thấy mày bình tĩnh thì mày vào đây. Chứ tao không muốn là trước khi live stream mày cứ ăn uống là đủ thuốc trên đời. Xong đến cái lúc vào đây tao nói vài câu xong bắt đầu mày xị xuống. Y như hôm qua đi đi hát vậy. Ok mọi người. Cái gì nhỉ? Hôm qua có chàng trai viết lên cây. Hôm qua là vô tình lúc mà mình đi ra bãi xe thì cô gái ấy đã chạy đến và chụp hình chung với mình. Mình cũng không có nhận ra cô ấy là ai cho đến khi mà cô ấy về mà quay một chiếc bánh vào trong cái gương. Thế là mới nhận ra được hình hài nét mặt. Đấy, sau này cuối cùng là vô tình fan đã quay được cái video triệu view. Cô gái ngồi gốc cây với một chàng trai to cao đen hôi. hèn chi là đưa điện thoại cho Uyên livestream đấy. Xong rồi à, xong đi ăn. Anh đi có việc xíu, Uyên cầm điện thoại live rồi mình Hùng nha. Rồi xong bắt đầu là fan quay ngay quả cảnh đang ngồi nói chuyện gốc cây. Không biết là Uyên Nhi ngoài đời như thế nào nhưng mà khả năng cao là hợp đôi này. Ai trông chờ con thuyền này cập bến đâu mọi người, chơi cánh tay cho tôi để tôi làm chương trình ghép đôi nào. Cặp đôi Sơn Nhi nào. Nào mọi người ai ai trông chờ cái thuyền này cập bến giơ tay để ít hôm nữa tôi kết nối cho cái việc mà hai người besame stelate hợp lý quá đấy trời. Nói chung là tôi đang ngồi live đây thì cậu Sơn đang ngồi cười tủm tỉm một góc. Em mọi người biết là hip hop never die. Ba da bùm tìm kinh kinh chưa đấy, được chưa? À mọi người đã cho Hùng hỏi nhá, Uyển Nhi này với Uyển Nhi lần trước là hai người khác nhau hay giống nhau mọi người? Cái lần trước mà Uyển Nhi cứ bảo là yêu tôi cuồng tôi đó từ tùm lum la đó, là cái bạn Uyển Nhi đó với Uyển Nhi này là giống nhau hay khác nhau mọi người? Thì cái này mình không biết thật, mình chỉ biết là cái bạn Uyển Nhi lần trước mà cái lúc mà mình đi Vũng Tàu á xong rồi bảo là cái gì em cuồng anh Hùng, em yêu anh Hùng từ tùm lum la đó mọi người, thì bây giờ bạn Uyển Nhi đó với bạn Uyển Nhi này là giống nhau hay khác nhau? Người đa số thì nói là một, đa số có người thì nói là khác, có người thì bảo là giống, có người thì là hai. Hình như là trùng tên đó mọi người, theo mình cảm nhận hình như là trùng tên. Cái bạn Uyển Nhi mà đang được nhắc đến trong cái câu chuyện này hình như là bạn ấy điềm đạm hơn, nói chuyện nghe nó nhỏ nhẹ hơn thì phải. Đấy, nên là khả năng cao là mình sẽ ghép đôi cái... Ok, được chưa? Chuẩn bị là mọi người được ăn thiệp cưới nhá. Chuẩn bị là mời 35.900 người đi ăn cưới nhá. Ok chưa?
Rồi, chuyện tình gốc cây 2 phút. 2 phút. Tưởng không ai biết, ai ngờ cả thiên hạ đều biết. Câu chuyện này là câu chuyện nó thật là tuyệt vời đúng không mọi người? Em xem con mi đó dưới ông kêu lên bóc quà rồi anh này. Ờ, nói chung là hôm qua lúc mà Hùng vừa mới đi ra bãi xe thì bạn Nhi có đi theo, nói chung là bạn mình đâu có biết là đấy là Uyển Nhi đâu. Thì giống như kiểu fan xin chụp hình thì cũng giống như những người bình thường thôi. Thì lúc đó thì Hùng chỉ thấy là bạn ấy mặc một cái bộ vest đen, đi một đôi giày trắng với lại đội cái nón trắng rồi đeo cái khẩu trang màu đen. Nhưng mà khi mà mình đứng cạnh thì mình có cảm giác là bạn này là một cái người rất là nhỏ nhẹ, dáng rất là đẹp, tính cách thì rất là kiểu thùy mị nết na. Nói chung là được, để là tôi sẽ nói chuyện với chị Lan Anh xem là em dâu của chị như vậy thì có ok không. Đấy, để mà cho cậu Sơn nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Ok nha mọi người, được chưa? Hip hop never die luôn, tuyệt vời luôn đúng không mọi người? Vợ cũ à? Không phải, hình như bạn Uyển Nhi này với bạn Uyển Nhi trước là khác nhau. Đúng rồi, bạn Uyển Nhi này với bạn Uyển Nhi trước là khác nhau. Nhưng mà tôi đánh giá bạn Uyển Nhi hiện tại này là một bạn rất là dễ thương. Ok, một bạn rất là hợp với lại Sơn nhà ta. Nên là chúng ta cùng nhau chờ đợi xem coi là sắp tới như thế nào nhé. Ok, bây giờ thì Hùng xin được phép bóc một vài những cái món quà còn lại của các bạn gửi đến đây nha. Mi đâu vào đây bóc quà cùng với mọi người nè. Rồi, đầu tiên là cái gì đây? Đây là một cái món quà của Mi này. Đây là một chú gấu rất là dễ thương này. Đây. Để ta mở ra nào. Thật sự ta mày có Mi này, hộp này nó xíu được không? Đây. Đây là váy đầm này, cầm này Mi. Cầm đây thử đi. Váy đầm này. Rồi quá trời đồ luôn mọi người. Trời ơi, nói thật là đồ con Bi nó còn nhiều. Hồi bữa về Hà Nội đó, là các chị ở ngoài Hà Nội đã mua đồ cho nó quá. Các chị ở ngoài Hà Nội đã mua đồ cho nó quá trời rồi. Nóng quá. Các chị ở ngoài Hà Nội đã mua đồ cho nó quá trời rồi. Mà bây giờ đang chuẩn bị gửi từ ngoài Hà Nội vào đó mọi người. Đây, quà này. Đây là cái gì đây? Mở đi, mở ra xem coi cái gì. Ui giời ơi, lại tặng cho nó trang sức này nhiều quá. Để coi nào. Chị nghĩ bé dâu sẽ thích đôi bông tai này. Nếu được em hãy đeo cho chị xem nhé. Này, thử đeo cho chị xem. Xong đeo thử trên live đi cho người ta xem coi bông đôi bông tai này thế nào. Để coi nào. Khoe cho mọi người xem coi quà là gồm cái gì. Trời ơi, mọi người tặng cho nó bông tai trang sức nhiều quá trời. Cái này chắc để khi nào đi sự kiện các thứ thì nó hợp. Còn cái này đeo ở nhà được này. Cái này đeo thử luôn đi cho chị xem. À, ok. Rồi trong đây có một cái thiệp. Dậy nhảy. Thầy là khi nhạc vang lên là thầy hay nhảy ngẫu nhiên. Hay nhảy trong cái sự hồn nhiên vui tươi. Chứ mình có biết cái gì đâu. Hát nhạc vui là tôi sẽ phiêu theo nhạc vui. Hát nhạc buồn là tôi sẽ phiêu theo nhạc buồn. Nói như nhạc âm nhạc là nó phải theo cái tính chất natural. Có nghĩa là tôi tự nhiên theo cái điệu nhạc. My girl, I'm waiting for you. Cái kiểu vậy, ok. Mình xin được đọc cái tấm thiệp nha. Chào anh Hạt Rẻ và bé dâu Ninh Bình. Chị là fan âm thầm theo dõi hai em. Nay chị có ít quà tặng cho bé dâu. Chúc bé dâu học giỏi xinh đẹp và đặc biệt là luôn nghe lời anh Hạt Rẻ em nhé. Chị chúc Hùng thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng bé Mi trên chặng đường còn dài phía trước. Hai em phải thật vững vàng nhé. Cảm ơn Hùng người kết nối tuyệt vời. Chị mãi luôn yêu thương và đồng hành cùng hai em. Rồi em xin được cảm ơn cái món quà của chị dành cho Mi nha. Rất là nhiều quần áo đẹp và bông tai. Cảm ơn cô đi. Rồi bỏ vào đây. Ngồi gì qua đây một xíu đi. Đồ quá trời đồ luôn. Đầm váy. Tông hồng hợp với mày đó. Rồi lấy tiếp quà đi. Hai cái bó hoa hay là cái gì vậy? Trời ơi. Cái này là yến đúng không mọi người? Cái này là yến. Chờ một xíu nha. À, đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo. Trong đây còn ghi một cái tấm thiệp. Mọi người đợi Hùng xíu nha. Ôi trời trời. Đây mọi người đợi Hùng xíu nha. Gửi anh Hùng. À, quà này của tao. Dù ngoài kia em mang đến cho anh những mệt mỏi như nào đi chăng nữa, luôn có những việc anh có thể làm và thành công. Với năng lực của anh, em tin anh sẽ làm được. Hạnh phúc không nằm ở cảm giác tới đích, mà chính là trên hành trình anh đang đi.
Mr. Thanh Thanh. Rồi ok, xin được cảm ơn món quà của em nha. Đây là... Ủa, cái này uống không biết bao giờ mới hết. Ủa? Ở đây là ghi là đông trùng hạ thảo, mà đây là hạt sen. Là đây là yến. Yến nó có cái... À, yến có đông trùng hạ thảo à? Cái này chắc là thẩm bổ rồi. Rồi xin được cảm ơn món quà của bạn nha. Rồi chúng ta sẽ đến với món quà cuối cùng. Cái này cắt đi mình này. Đây, đưa bó hoa đây. Rồi ok mọi người, món quà tiếp theo à, đây là... Ủa? Cái này chắc phải bóc ra hả? Trong đây có thiệp nè. Đây, hai bó hoa. Đây mọi người, hai bó hoa. Đây, bóc dùm ta một bó đi. Mua cả đây nào. Rồi đây đây. Yeah, đây là... Rồi, đây là cái món quà và bây giờ trên đây có cái thiệp. Mọi người để Hùng đọc cái thiệp này nha. Từ từ cho mọi người. Gửi em bé dâu của chị. Chị Lan đây. Chắc em cũng biết chị rồi. Chị có món quà gửi cho em. Chị thương bé dâu vì những điều bé đã trải qua, như những gì chị từng trải. Chị quý và thương em vì điều đó. Em cố gắng học và chăm ngoan nghe lời cậu và mọi người nhé. Thương em và... Đây chị cũng hứa, khi em học xong và biết chữ, chị có một món quà khác thực sự ý nghĩa dành riêng cho em và chị Nhi. Chị đợi em, dáng học giỏi ngoan nghe bé dâu. Đây là món quà của mày đó, thế mày cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô. Đấy, thế là hai cái món quà này của mày đó, mày cầm đi. Thế mày phải mày gỡ, mày cô giáo gỡ ra. Thì đây là quà của mày mà người ta ghi rõ là dành cho bé dâu đó. Cười tươi lên xem nào. Hay mày chê, để lát nữa tao đổi cho tao 500 vào nha. Ok bạn. Đồng ý không bạn? 5.000 cho bạn không cười tươi hết à? Bạn ơi, nhiều đây cũng được 5-600 rồi đây. Lát nữa mình đổi cho bạn tờ 500 mỗi tờ nha. Bạn thấy sao? 250. Cái này 250. Sao mày đếm nhanh vậy? Tao còn nhìn tao chưa biết gì luôn đó. Nè, cái này 5 nè. Cái này dưới nè, cộng cộng 130. Cái gì? 50. Hay lát nữa tao đưa tao hai bó này, tao đưa cho mày cái thẻ đen này cả. Ok. Ui, con này nó ok liền. Con này nó ok liền mọi người. Rồi, rồi rồi cảm ơn cô ấy đi xong để đó lát nữa mày về cô giáo về gỡ đó. Hên cho mày đó, cái này nó gỡ còn dễ đó chứ kiểu như bánh kem mày rút ra nó còn mệt nữa. Bánh kem rút ra là dính bánh kem vào tiền mày ngồi mày lau cả buổi xong mày phải kéo băng keo ra. Bỏ này nó khô nó dễ hơn. Trời ơi, tại Long muốn biết chứ bánh kem á nó tờ tờ đó nó đẹp hơn. Làm gì đẹp thì nói chung là mỗi cái một cái ý nghĩa khác nhau. Cái này bó hoa mà. Đấy, tặng cho mày hai bó rồi đó, lát nữa bỏ vào góc đi. Lát nữa tao đổi cho mỗi một tờ thành tờ 500 nha. Con này nó gật đầu liền, nó thay đổi thái độ liền. Không, bó không nhiều hơn. Hả? Đâu, hai cái bó này chắc của mày hết á. Tại vì có một cái thiệp thôi. Với lại hồi nãy lúc mà shipper giao đến á thì có đưa cho chú bảo vệ thêm một cái phong bì, kêu một phong bì để đưa cho Hùng. Thì cái phong bì này trong đó là đâu rồi, cái phong bì hồi nãy đâu ta? Không mới gì ở. À, đây nè. Hồi nãy là đưa kèm cái phong bì này cùng với lại cái hoa này mọi người. Thì trong cái phong bì này là có hai tờ 500. Đấy thì cái người gửi bảo là cái phong bì này là của chú Hùng, còn cái tấm thiệp thì tôi vừa mới đọc rồi. Đây mọi người. Đấy. Thì nãy giờ nó đang canh me nó bảo tôi là ông đưa cái phong bì này cho tôi đi, ông lấy hai cái bó hoa, con này nó cũng vươn tầm thế giới. Mày đúng là đẳng cấp châu lục. Thôi lát nữa tôi đổi cho mày mấy tờ xanh xanh, mà tờ xanh xanh nó tao mua ngoài chợ có thể đốt được. Ok không? Sao lúc này nhìn mày tỉnh thường đi. Cái lúc này nhìn tao thấy mày yêu đời hơn so bình thường đó. Ok mọi người. Thì ở đây thì Hùng xin được chia sẻ với mọi người một xíu nha. Nói chung là Hùng cũng xin được cảm ơn những cái tấm lòng và món quà của tất cả mọi người. Nhưng mà Hùng cũng xin được chia sẻ với mọi người ở một cái góc độ như này này. Thì hy vọng rằng là nếu như mọi người chúng ta tặng quà thì mọi người cũng hoan hỉ. Ví dụ như quần áo mọi người tặng cho con My ấy, thì nói thật là quần áo nó nhiều quá. Và nhiều khi thì đôi khi nó cũng không có thể xuất hiện trên livestream với cái bộ đồ đó được. Đúng không? Nhiều khi ví dụ như bây giờ mày đang mặc cái bộ này, lát nữa mày về mày lại thay cái bộ khác. Thì nhiều khi cái bộ khác mày mặc ở nhà lại là cái bộ người ta tặng. Nhưng mà lúc đó tao đâu có livestream đâu. Thì nhiều người họ hay nghĩ rằng là mày không trân trọng đồ người ta tặng. Nhưng mà thực ra là không phải, là do mày quá nhiều đồ. Nên là hy vọng rằng là nếu như ai có tặng quà cho Hùng hay tặng cho My á, thì nói chung là Hùng thì ít được quần áo hơn con My, nên là nhiều khi quần áo mình xuất hiện trên live nó sẽ nhiều hơn là con My. Còn con My thì nói thật là bây giờ quần áo của nó giống như kiểu là mở thành cái shop thời trang luôn. Nên là đôi khi là mày mặc ở đây xong, lát nữa mày về mày kiểu thấy mày nóng quá mày thay một cái bộ khác, mà bộ đó vô tình lại là quà của ta fan tặng. Mà lúc đó tao đâu có livestream đâu, thì nhiều khi đâu có xuất hiện trên live được. Thì nhiều người họ hay nghĩ là mày
không mặc đồ của mọi người, nên là tao cũng muốn đính chính để tao cũng đính bốn đính chính lại để cho mọi người cảm thấy hoan hỉ rằng là cái món quà mọi người tặng thì chúng ta cũng hoan hỉ và vui vẻ trong cái điều đó nha mọi người. Thì nói chung là cái này thì chị em ở chung với nhau thì tao không quyết định cái đó, cái đó là vấn đề của con gái. Nhiều người họ cũng hay đi sâu vào vấn đề quá. Thùng là một thằng đàn ông, mình cũng đâu phải là cha ruột của con My đâu mà mọi người cứ quan tâm về cái việc mà mình phải đi sâu vào cái việc, bịt cái mồm lại, đi sâu vào cái việc mà mặc đồ của nó như thế nào, cái đó mình đâu biết được. Nhiều khi quần lớn quần bé, áo lớn áo bé. Ê! Thì ý ta đang nói là mọi người cứ muốn ta đi sâu vào để tìm hiểu mấy cái đó, bố tao cũng chả tìm hiểu được. Nhãi nha ông. Ông nhớ nhiều ghi quá. Có nhiên đâu, tao bây giờ giống như người bảo hộ của mày, nhưng mà nhiều người họ lại áp đặt suy nghĩ rằng là tao phải đi sâu vào cái việc mặc đồ của mày nào là thế này nọ, sao tao quan tâm sâu vào vấn đề đó được. Tao đâu nhìn được vô trong đâu. Nhưng mà ý là nhiều người họ hay bảo tao rằng là sao? Em đừng có nói quần lớn quần nhỏ. Trời, tao nói vậy là lịch sự, cái đó là bình thường mà. Nhiều khi tao nói cái kia thì que thì ai chẳng phải mặc như cái đó. Tao cũng mặc vậy, Sơn cũng mặc, tao ai chẳng mặc. Tao nói là con gái không mặc nha. Mày là tào lao, quý đao đó, ai chẳng mặc mấy cái đó. Đúng rồi, hỏi đi, tất cả mọi người con gái tối có mặc không? Tối người ta hả lỏng ra, ta ngủ mát hơn không? Mày bỏ cái chân, mày hỏi Tuấn xem có mặc không? Đúng không mặc luôn. Trời, tôi nói thiệt, tôi biết. Trời, đấy, mày nói ra, mày mồm mày, mồm mày đang tự khai. Trời, tao hẳn mọi người ơi, mấy người con gái phải mọi người phải mấy người con gái lúc nào mình ngủ mình cũng phải cỡ trong ra hết đúng không? Đúng, ngủ cho nó mát ở trong, nó sướng nếu mới ngủ được. Đúng không mọi người, trả lời đúng hay sai? Nè, tao cũng đâu có mặc đâu. Tao thả lắm mà, cho nó mát. Đó là mày chân chuồng luôn. Tao mặc với cái quần ngủ đó, tao đâu có mặc quần trong đâu. Cho nó thoải mái. Anh có mặc không? Gì? Không, là cái chó. Bí mật. Đấy. Đúng rồi kìa. Mọi người đang comment khịa mày kìa. Mọi người đang comment khịa mày cái câu hôm qua mày ngồi ăn ở trong nhà hàng đó. Mày nhớ cái nói không? Mình thương ổng lắm á. Mọi người đang chặt mày cái mũi ra. Mày nhớ mình thương ổng lắm đó. Ăn không hết đưa mình ăn. Đó, ok mọi người. Nha mọi người, nhớ kỹ nha, đúng không? Mấy người con gái có như vậy không? Đâu, mày hỏi lại đi, mày hỏi lại lần nữa xem mọi người trả lời sao. Đúng không mọi người? Mấy người con gái ngủ có khi mặc đồ trong không? Hỏi không. Hỏi cho kỹ đi. Không. S đồ S. Mọi người kêu thăm kìa. À, trả lời được rồi, mày biết đọc rồi hả? Chuẩn, đúng rồi. Đúng 10 điểm rồi. Lý do tại sao đúng không mặc vậy? Cho nó mát hay sao? Giống như là con gái nếu mà mình mặc nhiều quá thì nó sẽ không có bự được, hiểu không? Còn con gái nó không có lớn nổi nên là tối nào phải ngủ chứ nó hầm ở trong nó nóng lắm. Phải cỡ ra hết nó ngủ mát. Đúng không mấy cô? Thì đó, thì đấy là ban đêm thôi, còn ban ngày mày ra đường thì mày mặc theo kiểu phong cách của mày đúng không? Thì đấy, đó là bình thường thôi mà. Ok. Chứ là ngày nãy lúc mà ông mới vừa vô nhà tôi là tôi phải chạy vô toilet tôi mặc liền. À, kinh chưa? Rồi ok, cái điều lúc nào tôi ngủ tôi cũng cởi chặn. Chết mẹ rồi, mọi người ơi, nó vừa khai kìa, nó đi ngủ nó cởi chặn, nó chết tao rồi. Kiểu này chết rồi, thôi xong. Bao nhiêu cái sự tinh hoa trong cái phòng đó mà mày dám cởi chặn mày đi ngủ. Trời ơi, tôi chơi xong. Thôi xong rồi, xong rồi. Phòng trong mà sợ gì? Chờ tôi xong. Mọi người nghe nó vừa nói chưa? Chết rồi. Ok mọi người. Chứ tôi làm trai hả, tôi không mặc đồ luôn. Tôi chỉ mặc quần ở ngoài thôi. Nói chứ ở nhà tao thì tao cởi chân, tao mặc cái quần đùi thôi. Đàn ông mà, ở nhà ít khi tao mặc áo lắm. Trong phòng không có mặc đồ trong không? Ta thấy bắt đầu mày quan tâm hơi sâu rồi đó. Nãy mày bảo tao là không nên quan tâm sâu rồi giờ. Đã không hỏi tôi giờ ơi. Nãy là ta chỉ hỏi, ta nói một câu tế nhị, ta chưa hề động chạm đến đó. Mày tự giờ bối ra. Bây giờ thì em phải khui. Nãy phải ông mới vừa nói là lúc mà ông ở nhà tao cũng đâu bắt đầu trong đâu. Cái nó không có nói nha. Thì đấy, nhưng mà tao một mình, tao một mình nó khác. Tụi cô giáo giống nhau chuyện nữa. Rồi, tao nghĩ là mày đừng nhắc về cái việc của tao nhiều, không là các học trò nữ là bây giờ đang tưởng tượng phong phú lắm rồi. Đang nằm cạnh chồng và đang suy nghĩ về những cái nơi khác. Mọi người, tôi với cô giáo giống nhau y chang à. Là sao? Cái chằn cái chùi hết. Rồi xong sao nữa? Ngủ. Mới lạnh có phè. Trời ơi, quá trời ơi. Người phụ nữ hai lưng. Rồi xong. Không ổn rồi. Một tóc, một men. Không, mọi người biết hơi ngại nhà mà cái giường rộng quá nằm. Thôi ta lại mày mi thôi, đó, mấy cái chuyện riêng tư đó là mày tự giấu trong lòng đi, mày đừng có đem lên trên. Nãy giờ ông chọc tôi đó. Mày đừng có đem lên cho mọi người xem nữa. Ok mọi người.
À, công nhận là ngồi nghe nó kể mới thấy hết hồn đây. Rồi ok mọi người, hy vọng rằng là mọi người chúng ta đều hoan hỉ trong những cái việc mà mọi người chúng ta gửi những cái món quà như thế này. Nói chung là riêng về quần áo mọi người gửi cho Hùng thì mọi người thấy là đa số đều là Hùng có bận hết. Giống như ngày hôm qua đi hát ở ngoài phố đi bộ đây thì mọi người thấy là cái quần là Hùng cũng mặc là từ một bạn fan tặng này. Cái áo Lacoste với lại cái túi hiệu Lacoste cũng là của một người chị ở ngoài Hà Nội tặng cho mình này. Thì hôm qua mình cũng đã mặc rồi. Và ngay cả cái lắc mọi người thấy không, cái lắc ngày hôm qua mình đeo có cái tên là chú Hùn Mi đó. Là lâu lắm rồi mà hôm qua Hùng cũng lấy ra Hùng đeo. Thì nói thật với mọi người thì mình chia sẻ cái góc độ nó cá nhân như này. Mọi người thấy ví dụ như những cái dây chuyền mình đang đeo hay là nhẫn đồng hồ nó đều là kim cương. Mà tiên bên tay phải là có một cái lắc nó bằng sắt hay là bằng inox, nó rất là bình thường thôi. Đúng không mọi người, so với những cái giá trị nó hoàn toàn nó bị lệch tông. Nhưng mà mọi người thấy rằng là mình rất là trân trọng tình cảm của mọi người. Nên là có những trân trọng tình cảm của mọi người. Nên là có những cái thời điểm nó phù hợp thì mình sẽ lấy ra mình đeo và coi như là một cái món quà mà fan tặng gắn liền với mình trong cái quá trình mà mình ta sẽ luôn đồng hành và vui vẻ với nhau trong những cái điều vui vẻ như vậy. Còn nãy giờ là con Mi nó nói chỉ là vui thôi mọi người ơi, chúng ta cũng đừng có nghĩ là cái gì nó quá. Thực ra là cái cách nói chuyện như vậy thì nó là hồn nhiên vui vẻ mà mọi người. Thứ nhất là nó vừa hồn nhiên vui vẻ và thực ra là nó cũng phản ánh thực tế là thực ra là nhiều người họ đi ngủ là họ cũng như vậy mà mọi người. Cái đó là bình thường thôi, có gì đâu. Đôi khi chúng ta vui vẻ thôi, nhiều người họ là diễn viên hài, họ còn mang những cái câu chuyện nó còn tế nhị hơn nữa vào trong các tiểu phẩm của họ thì sao. Và thực ra là các tiểu phẩm hài nó đều mang một cái tính chất vui vẻ. Và khi như con Mi nó vừa nói những câu từ vừa rồi nó chỉ là bình thường thôi, phản ánh những cái điều rất là thực tế của các chị em, đúng không? Đấy. Nên là nhiều khi nó nói như vậy thì các anh con trai ở nhà xem live thì tò mò. Còn khi mà nói về tôi thì các bạn nữ lại tò mò hơn ấy. Rồi ok mọi người, thì mình xin được chia sẻ cái vấn đề đó ở đây. Và bây giờ thì Hùng xin được nhắc lại về cái buổi live hôm bữa nha. Mọi người ơi, cái buổi live ngày hôm bữa thì mọi người biết là nó xảy ra một cái vấn đề. Thì vấn đề này nó không kịp xử lý trong vòng 2-3 phút thôi là mình đã tiêu tan đi khá là nhiều về cái doanh thu. Thì mọi người biết là ngày hôm bữa khi mà Hùng live stream hôm thứ 6 vừa rồi đó, thì có cái chương trình là mua một chai nước hoa là được kèm theo một chai nước hoa khác. Và giá của nó thực tế phải là 290 nha mọi người. Nhưng mà bên nhân viên kho thì người ta xét nhầm cái giá là chỉ còn 145k thôi. Lúc đó mình cũng nhìn hết hồn luôn. Mình bảo là sao giá nó lại rẻ như vậy, 145k mà tới hai chai nước hoa. Thế là cuối cùng thì chỉ trong 2 phút thôi là đã chốt được gần 600 đơn rồi. Thế là cuối cùng là đơn hàng đã chốt xong rồi thì làm sao mà thay đổi được bất cứ một cái điều gì. Thế là mọi người thử tính đi. Ngon vậy. Thế là mọi người thử tính đi. Cứ một cái đơn hàng mà bị mất đi 145k thì mọi người nhân với 600 đơn hàng đi thì có phải là bị lỗ mất gần 100 củ không? Thì sau cái buổi live đó thì có rất là nhiều bạn nhận ra được cái vấn đề. Sau đó là cũng nhắn tin cho Hùng nói rằng là một là Hùng ship một chai nước hoa thôi này, hai là cho xin lại số tài khoản để mà chuyển khoản lại cho Hùng cái 145k còn thiếu. Thì nói chung là thì lúc đó là Hùng cũng lên trên live và Hùng cũng lúc đó Hùng cũng trên cái story của Hùng thì Hùng cũng nói với mọi người rằng là nói chung là mình cũng hoan hỉ trong vấn đề đó. Cái này coi như là sơ sót trong kinh doanh và thực ra là mình cũng không thể đổ thừa cho khách hàng được, bởi vì nói chung là khách hàng thì người ta thấy được cái giá hợp lý và ok như vậy thì họ chốt đơn, họ mua nhiều là chuyện bình thường thôi. Nên là nhiều bạn thì nói rằng là vào để hủy đơn hàng để mà cho Hùng đỡ lỗ, nhưng mà Hùng đã nói là không cần phải làm như vậy, bởi vì nếu mà mọi người hủy hàng loạt như vậy thì cái shop của Hùng nó cũng bị trừ điểm. Nên là Hùng có nói với mọi người rằng là thôi cứ hoan hỉ, coi như cái phần quà đó là phần tri ân cho những người bạn là thời gian qua đã mua ủng hộ và xin được chúc mừng những người bạn nào chúng ta đã mua những cái đơn hàng một cách nó rất là nhanh chóng. Và sau cái phiên live đó thì có ba bạn là biết cái số tài khoản của Hùng, thì ba bạn đấy có chuyển cho Hùng 145k. Thì mọi người có biết rồi, nói chung là Hùng không biết là mọi người xài số ngân hàng kiểu gì, nhưng mà Hùng xài của MB. Thì khi mà mình nhận được cái số tiền thì mình không biết được số tài khoản là của ai gửi cho mình. Nếu như mà mình muốn biết ai là người chuyển khoản cho mình thì mình phải gọi lên tổng đài, cung cấp số căn cước công dân rồi hỏi đủ thứ trên đời thì người ta mới cung cấp cái số tài khoản chuyển là ai. Thì nếu mà mình làm cái điều đó thì nó lại mất thời gian quá, lại phải đi chuyển lại cho từng người và mình cũng chả biết họ là ai cả. Nên là nếu như mà ba bạn nào mà có chuyển cho Hùng 145k thì nói chung là Hùng cũng cảm ơn. Nhưng mà nếu mà được thì bạn có thể inbox lại cho Hùng. Một là mình sẽ có thể là gửi thêm cho bạn một cái phần quà gì đó. Hai là mình sẽ có một cái sản phẩm đi kèm. Đấy, kiểu mình cũng hoan hỉ như vậy thôi. Nói chung là trên live thì mình cũng thẳng thắn là chia sẻ với mọi người là cũng có ba bạn đã chuyển lại cho mình 145k, là coi như là nằm trong 600 người mà mua cái view nước hoa 145k mà được 200 đó. À, được 2 chai đó. Nhưng mà thôi, nói chung là mình cũng hoan hỉ với mọi người. Thì Hùng cũng chia sẻ với mọi người là trong kinh doanh mà, nói chung là nó không thể lúc nào cũng thuận theo cái điều mà mình mong muốn được. Thì xong cái phiên live đó thì mình bị lỗ gần 100 củ khoai
với lại những cái đơn hàng như vậy. Nhưng mà thôi, nói chung là mình cũng chia sẻ với mọi người là hoan hỉ, bởi vì trên cái chặng đường mình đi thì đôi khi nó cũng có những cái sai sót của người này người kia, và cái sai sót này thuộc về nhân viên ở bên kho hàng. Nói chung là mình cũng không có bắt đền bạn ấy điều gì cả, thì bạn ấy cũng rất là hối lỗi, hứa rằng là sẽ không có xảy ra một sai lầm gì nữa từ những cái lần sau, thì mình cũng hoan hỉ, coi như là bỏ qua về vấn đề đó. Còn coi như là những bạn nào chúng ta đặt những cái đơn hàng như vậy thì coi như là một cái phần quà tri ân đến với tất cả mọi người. Thì Hồng hy vọng rằng là mọi người chúng ta cũng nhận những cái món quà đó bằng một cái niềm vui, chứ không có cái gì là phải e ngại gì đâu mọi người ơi. Bởi vì coi như đấy là chúng ta may mắn, coi như là chúng ta mua vé số và chúng ta trúng được một cái giải gì đó, giải 10, giải 9, cho nó vui vẻ, hoan hỉ với nhau về vấn đề đó được rồi. Thì mọi người chúng ta chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy thôi, là Hùng là người bán, Hùng bị lỗ cái đó mà Hùng còn vui vẻ hoan hỉ, thì mình là người mua thì không có cái chuyện gì mà mọi người phải suy nghĩ lăn tăn làm cái gì đâu. Đây là xin được cảm ơn mọi người nha, coi như đấy là một cái sự tri ân đến với tất cả những người bạn đã mua và ủng hộ sản phẩm mình trong thời gian qua. Thì ngày hôm nay thì mình cũng có xếp ra đây khá là nhiều những cái combo sản phẩm, nếu mọi người chúng ta yêu mến thì mọi người chúng ta cũng có thể là mua để sử dụng. Và mọi người ơi, chúng ta mua và sử dụng thì chúng ta nếu như mà chúng ta cảm thấy có nhu cầu á, thì mọi người chúng ta mua, chứ mọi người đừng cảm thấy là vì thương Hùng hôm bữa lỗ 100 củ mà mọi người vào mua như vậy thì nhiều khi cũng hơi tội nghiệp cho mọi người. Nên là bây giờ mình giới thiệu sản phẩm á, mọi người chúng ta có yêu mến thì mọi người chúng ta cứ gọi là ủng hộ những cái đơn hàng để mọi người cảm thấy rằng là vừa có nhu cầu sử dụng sản phẩm đấy, cái thứ hai là chúng ta cũng đồng hành cùng với nhau trong cái hành trình này, được không mọi người? Bây giờ ai cũng bảo mình ăn đi mà thời gian đâu mà ăn. Em ăn hả? Anh muốn lên không? Thôi. Bây giờ đến giờ live stream rồi, bây giờ này chắc là tạm thời để này ra đi. Nói chung là mình là giờ nào việc nấy mọi người. Nói chung là từ sáng giờ mày ăn được đúng một chén cơm thề luôn, trên trời có bông đèn luôn. Ăn có chừng ớt mỏi cơm. Tôi là rất là hay thích ăn cơm, bởi vì ăn cơm nó mới no với chắc bụng. Thế mà từ chiều giờ ăn được đúng một chén cơm đấy mọi người. Hôm qua mình về mình thức đến 7 giờ sáng đấy mọi người. Bởi vì bên ekip quay người ta gửi cho mình cái MV chính thức các mọi người. Sau này mình cũng phải ngồi mình lưu cái video đó lại, xong mình đăng trên YouTube để mà mình hẹn giờ thời gian công chiếu. Bây giờ để tặng cái hộp cơm lên ghế chúng ta đi. Hello cả nhà yêu, dạ.